Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video chia sẻ tiếp theo của mình. Trong cái video lần này, mình chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn có thể lạp được tiền điện thoại hoặc là các bạn có thể mua được thẻ điện thoại của tất cả các nhà mạng qua cái ứng dụng ngân hàng VPBank nhé. Thì đầu tiên thì mình sẽ đăng nhập vào cái tài khoản ngân hàng VPBank của mình này. Đó, và để có thể thanh toán được cái cước điện thoại hoặc là các bạn có thể mua được cái thẻ điện thoại ở trên cái ứng dụng này thì các bạn sẽ chọn cho mình vào chỗ phần điện thoại di động nhé. Và đây thì các bạn để ý đây, có bốn cái mục các bạn nạp tiền này, mua 3-4G này, mua thẻ cào này, hoặc là thanh toán trả sau. Ví dụ mình thanh toán trả trước ấy thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần nạp tiền nhé. Đó, và ở đây thì các bạn có thể điền cái số điện thoại mà các bạn muốn nạp tiền. Ví dụ mình muốn nạp tiền cho mình cái số điện thoại này với cái mệnh giá là, ở đây thì có tất cả các mệnh giá để cho các bạn chọn nhá. Ví dụ 10.000, 20.000, 30.000. Đó, và tối đa là 1 triệu nhá. Thì mình sẽ nạp 10.000 để làm ví dụ cho các bạn nhá. Đó, mình sẽ điền cái số điện thoại muốn nạp vào đây. Sau đó các bạn sẽ tiếp tục này. Các bạn sẽ xác nhận cho mình nhá. Và đây mình sẽ sử dụng vân tay hoặc cái mật khẩu. Đó, mình sẽ, và bây giờ mình sẽ dùng cái mã pin Smart OTP để mình đăng nhập vào đây nhá. Tiếp đến thì mình sẽ xác nhận giao dịch nhá. Đó, vậy là mình đã nạp được thành công 10.000 vào trong cái tài khoản của mình đây nhá. Và ở đây thì của tổng đài 195 đã báo về là quý khách đã nạp thành công 10.000 vào đây rồi nhá. Và mình sẽ xong. Đó là mình đã nạp được tiền trực tiếp vào cái số điện thoại mà các bạn muốn nạp. Nếu mà các bạn nào mà là thuê bao trả sau thì các bạn sẽ tích vào cái mục là trả sau này nhá. Đó, thì ở đây thì mình không cần thanh toán cho trả sau. Đó, và đến cái phần mua thẻ cào nhá. Ví dụ các bạn nào mà muốn mua cái thẻ cào của các nhà mạng thì các bạn cũng sẽ chọn đây cho mình nhá, chọn vào cái phần là mua thẻ cào. Đó, và ở đây thì các bạn có thể chọn nhà mạng. Ví dụ ở đây đang là nhà mạng Viettel, và các bạn muốn chọn cái nhà mạng khác thì các bạn sẽ chọn vào cho mình cái phần mũi tên này nhá. Đó, và ở đây thì các bạn có thể chọn được các nhà mạng mà các bạn muốn mua. Đó, ví dụ mình muốn mua của cái thẻ cào của nhà mạng Viettel thì mình sẽ chọn là Viettel nhá. Và ở đây thì cũng có các mệnh giá của các thẻ cào. Ví dụ 10.000, 20.000, 30.000, mình cũng sẽ mua cái thẻ cào 10.000 nhá. Mình sẽ tiếp tục. Mình sẽ xác nhận. Và ở đây thì mình sẽ nhập cái mã pin OTP vào đây. Và mình sẽ xác nhận giao dịch. Đó, và ở đây thì các bạn để ý đây. Ở đây thì cái mã thẻ cào này các bạn có thể lập nhanh hoặc các bạn có thể là chia sẻ cho một người nào đó. Ví dụ các bạn muốn chuyển cái mã thẻ cào này cho ai thì các bạn có thể chọn cái hình thức là chia sẻ nhá. Đó, ví dụ mình sẽ chia sẻ này. Đó, thì các bạn muốn gửi cho ai thì các bạn sẽ chọn vào đây cho mình. Đấy, mình sẽ gửi cho Messenger. Đó, các bạn gửi cho ai thì các bạn sẽ chọn đó. Đây, mình muốn gửi cho các bạn này, em mình chẳng hạn, thì mình sẽ gửi đây nhá. Xong. Đó, vậy là mình đã mua được một cái thẻ cào mệnh giá 10.000 và mình đã chuyển cho em mình nhá. Đó, vậy là cái video vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn có thể lập tiền trực tiếp vào cái số điện thoại và cái cách để các bạn có thể mua được cái thẻ cào điện thoại qua cái ứng dụng chuyển tiền ngân hàng VPBank nhé. Thì xem xong cái video này, các bạn thấy cái video này của mình hay và hữu ích, các bạn hãy like và đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ những cái video chia sẻ hữu ích tiếp theo của mình. Mình xin cảm ơn.